Hạnh Phúc Lan Xa, Duyên Tìm Bên Ta. Mời bạn đón xem Duyên Đến Người Một Nhà, tôi là Trương Nhã Đình. Nói đến món ăn chính hiệu của Indo tại Đài Loan, nhiều người sẽ nghĩ đến Dương Mạn Vân, mười mấy tuổi chỉ đến Đài Loan học đại học rồi an cư lạc nghiệp kết hôn ở Đài Loan. Bình thường rảnh rỗi thì nấu món ăn quê hương, chia sẻ cùng bạn bè, cuối cùng cũng làm cho chị có động cơ mở tiệm ăn. Ớt đỏ cay xả, món tương nước với mười mấy loại hương liệu nấu trong 4 tiếng rồi để lắng qua đêm, ẩn chút ánh dầu. Một thứ khác là gương thịt bò, trộn sơ qua nửa chín nửa sống rồi mang thịt bò bỏ vào trong nồi tương, tiếp tục nấu cho đến khi thịt bò trở nên mềm ngon thì mới xem là hoàn tất. Đây chính là món ăn độc chiêu, món ăn Indo thịt bò Pa Thong của Mạn Vân. Món ăn của chị ấy khá đặc biệt và khá ngon nè, rất trong, tức là ăn vào cảm thấy rất dễ chịu đó. Nhà hàng Indo mở đến nay 21 năm toàn khách quen, từ Cơ Long xa trăm dặm đều đến, ngay cả cựu phó tổng thống Lý Nguyên Tộc và tổng sự trưởng ga đường sắt Âu Tấn Đức cũng đều là những khách hàng của tiệm. Vậy những người bạn bè này nè, mỗi một người đều cứ thấy là tôi không mở nhà hàng là không đúng đâu. Đặc sắc của thức ăn Indo là có mùi vị thơm cay, trong đó nước lèo và pha chế là khó nhất, Dương Mạn Vân rất khó khiếu, có thể khống chế hương liệu với lượng vừa đủ. Mở nhà hàng là một công việc rất vất vả, nhưng có khi nói thật ra nhìn khách hàng ăn rất ngon miệng, chúng tôi thực sự cũng cảm thấy rất là thành đạt. Lấy món ăn Indo để quen biết bạn bè, Mạn Vân đã là không khác gì như người lớn lên ở Đài Loan. Đối với không ít hôn phối đến Đài Loan đều chọn mở tiệm ăn, Mạn Vân cũng lấy kinh nghiệm của bản thân đề nghị, trước khi mở tiệm phải lên kế hoạch chi tiết thì mới có thể làm lâu dài được.